Sau khi xem bộ phim Sa Mạc Chết, mình đã vô cùng tự hào vì điện ảnh nước nhà đang có nhiều bộ phim chất lượng hơn cái sa mạc này rất nhiều. Nếu như chúng ta dùng thước đo hay hay không hay thì những bộ phim như Mắt Biếc, Hai Phượng hay là Nắng, Ba Lời Hứa Của Cha có sự vượt trội hơn rất nhiều so với tác phẩm này. Sa Mạc Chết, Ác Mộng Kinh Hoàng, Bạn Âm, Ba Đoạn Kết đang là những bộ phim nhận được rất nhiều những phản ứng tiêu cực từ phía khán giả. Đặc biệt là vào thời điểm khán giả đang rất háo hức quay trở lại các rạp chiếu phim, ngay họ mở cửa trở lại và cuối cùng chất lượng phim lại không được đáp ứng kỳ vọng như khán giả đã chờ đợi. Đây là bộ phim kể về một thị trấn nhỏ nằm giữa sa mạc với khoảng hơn 100 cư dân. Một ngày kia thì cả thị trấn bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài vì cột sóng điện thoại gặp sự cố. Cùng lúc đó trong thị trấn bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, từ những con vật bị tấn công một cách man rợ cho đến những người dân bắt đầu có biểu hiện không bình thường và tấn công lẫn nhau. Bộ phim đã khai thác một chủ đề không mới, thậm chí có thể coi là cũ rích, và với cách triển khai câu chuyện thật sự chỉ khiến cho người xem nhiều fan hốt hoảng, không biết chuyện gì đang xảy ra trong phim nữa. Anthony! Where's he going? Những thông tin giới thiệu trước đó cho biết cư dân của thị trấn bị tấn công bởi một sinh vật lạ. Ai cũng đặt ra câu hỏi sinh vật lạ đó là sinh vật nào trước khi theo dõi phim. Còn sau khi phim kết thúc thì khán giả họ vẫn thắc mắc y như vậy. Bởi vì sao? Vì đạo diễn còn không biết sinh vật lạ đấy là sinh vật nào thì làm sao khán giả có thể biết được. Thậm chí không chỉ một mà có đến 2 sinh vật lạ trong phim. Chúng đến rồi đi và để lại trong đầu khán giả 1000 câu hỏi vì sao và không có một lời giải thích. Và để cho các bạn dễ hiểu hơn, mình sẽ tiết lộ hẳn nội dung của bộ phim như thế này. Chẳng qua là sẽ có một con sinh vật bé tí kiểu như zombie ăn não. Ai bị nó ngắm trúng thì sẽ mất hết ý thức, trở nên điên loạn và cực kỳ khát máu. Rồi còn có thêm một sinh vật to to. Tất nhiên thì ai chẳng biết nó là loại nào, chỉ biết nó cũng điên loạn không kém những người bị zombie ăn não. Chỉ khác là con to to này ăn mấy người zombie mà thôi. Con sinh vật bé tí có nguồn gốc từ đâu không ai biết, và làm thế nào để tiêu diệt con sinh vật bé tí đấy không ai biết luôn. Và cuối cùng nó có bị tiêu diệt hay không thì có trời mới biết được. Con sinh vật to to ấy thì từ đâu ra cũng không ai biết. Và tại sao nó lại ăn những người bị nhiễm zombie cũng không ai thể biết được. Và tại sao nó lại có thỏa hiệp với cảnh sát trưởng thì cũng không ai có lời giải đáp. Dù kịch bản phim khá tệ, tuy nhiên bộ phim vẫn có một chút điểm sáng khi khai thác vấn đề lý trí và tình cảm của con người khi rơi vào hoàn cảnh sinh tử. Khi cửa tử chỉ còn cách vài giây, buộc phải tự tay kết liễu sinh mạng của những người thân yêu để giữ mạng sống của chính mình, thì họ sẽ lựa chọn như thế nào? Đây chính là điểm tốt nhất mà bộ phim làm được trong suốt 100 phút thời lượng của bộ phim này. Tóm lại thì Sa Mạc Chết là bộ phim thách thức sự kiên nhẫn của khán giả khi theo dõi phim. Nếu như so sánh với Ác Mộng Kinh Hoàng thì điều tốt hơn của Sa Mạc Chết đó là ánh sáng nhiều hơn và dễ xem hơn mà thôi. Trái với phần nội dung cực tệ thì dàn diễn viên trong Sa Mạc Chết lại có phần diễn xuất khá tốt. Họ bộc lộ được nội tâm nhân vật trong những bối cảnh cụ thể. Đạo diễn của các tuyến nhân vật được phân chia khá đồng đều và họ cũng có những màn kết hợp khá tốt. Nhờ vậy nên phần nào đã giúp cho bộ phim trở nên dễ xem hơn. Sa Mạc Chết có bối cảnh diễn ra phần lớn vào ban ngày, vậy nên những khung hình rõ nét, khán giả hoàn toàn có thể theo dõi được tất cả những diễn biến và chuyển động trong phim. Phần âm thanh của bộ phim chỉ ở mức tạm ổn, không có gì đặc sắc và không tạo được ấn tượng với người xem. Hiện nay thì Sa Mạc Chết đang được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Nếu bạn có ý định muốn theo dõi bộ phim này thì chúc các bạn xem phim vui vẻ và đừng quên để lại ý kiến của mình ngay phía dưới. Chúng ta sẽ còn những bộ phim khác vừa quay trở lại tại rạp ngay thời điểm này. Xin chào!